Đại Trường Giang Mê Công được khởi nguồn từ núi tuyết ở cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Trải qua tam giác vàng Myanmar, Lào, Thái Lan, rồi rót một lượng nước lớn xuống biển hồ Campuchia. Đến lãnh thổ Việt Nam, nó chia thành hai phân lưu, sông Tiền và sông Hậu. Hai dòng sông ấy lại rẽ chín nhánh uốn lượn như những con rồng, từng hối hả trút nước ra biển qua chính cửa sông Cửu Long. Không chỉ nuôi sống 17 triệu cư dân hạ nguồn, văn hóa miền sông nước từ bầu sữa Mekong đã lan tỏa đến từng thôn rạch. Thế nhưng, biến đổi khí hậu và những đổi thay thiên tạo khiến số phận chính cửa sông Rồng, hình tượng của vùng châu thổ Cửu Long thuở nào đang bị đe dọa. Chính Rồng, giờ con nào đã quá thân, Rồng nào đang hấp hối? Và qua bao cuộc bể dâu ấy, con người sống ra sao? Câu trả lời sẽ có trong cuộc hành trình qua chính cửa sông. Từ thành phố Sóc Trăng đi chưa đầy một giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến cửa Trần Đề. Đây là cửa cuối cùng và rộng nhất trong chính cửa sông Cửu Long. Về tên gọi cửa sông này có nhiều cách giải thích. Thế nhưng chuyện cửa biển đẹp như một bức tranh đề, người dân miệt biển nhiều sóng gió đã nối chệch đi thành Trần Đề là giả thuyết được chắc nhiều. Cũng như bao cư dân hạ nguồn Mekong, người dân cửa Trần Đề sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Sau khi cảng cá được xây mới và quốc lộ Nam Sông Hậu khai mở, nghề biển ở cửa sông này càng khấm khá. Chợ Kinh Ba ngày nay đã trở thành một thị trấn sầm uất. Đổi thay trong cung cách mua bán chính là bước khởi đầu cho những cuộc làm ăn lớn. Ở đây thì dịch vụ hậu cần nghề cá đã rất là phát triển, thu hút người dân tứ xứ tìm về cảng cá lớn nhất Tây Nam Bộ này. Tính từ miền Trung trở vào thì chỉ Trần Đề là gần biển đông nhất. Vị trí thuận lợi ấy đã giúp cảng Trần Đề đón hàng chục ngàn lượt tàu cá mỗi năm. Từ sáng sớm, cảng đã có đông lao động và thương lái háo hức đợi những con thuyền no cá. Người đi biển hễ ít cá là không chịu về, còn người ở nhà cứ mong ngóng từng cơn gió nườm, gió bấc. Sự mong đợi sẽ dài thêm nếu không được họ gửi vào những dây câu, tấm lưới. Những ngư dân ăn nên làm ra từ nghề biển có ông Nguyễn Văn Công. Từ khi đóng mới chiếc tàu này, hôm nào ông Công cũng có mặt để đôn đốc cánh thợ. Bởi nói về luồng lạch và đặc điểm ngư trường của vùng biển Tây Nam, ông rành như lòng bàn tay. Trời ơi, hồi đó nhà lá không, bây giờ là nhà tường không, mới dòng tới nhà tường không đó. Quá trời ơi, đất thì ghe cộ, đừng có nói tới không có chỗ đậu luôn á. Nằm cạnh cảng, bến tàu cao tốc Trần Đề, Côn Đảo đã góp cho cửa sông này thêm phần nhộn nhịp. Tuyến cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo đã đi vào hoạt động. Đây không chỉ là niềm vui của người dân địa phương mà còn tạo thuận lợi cho du khách gần xa muốn đến thăm Côn Đảo, bởi vì nó rút ngắn thời gian xuống gấp 3 lần so với tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo. Và tuyến tàu này cũng tạo lợi thế để thúc đẩy tiềm năng du lịch của các tuyến dọc sông Hậu nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Niềm mong đợi của nhân dân hai tỉnh Sóc Trăng và Bà Rịa Vũng Tàu cùng bao du khách như được dỡ òa khi chuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo đầu tiên được mở. Với lợi thế gần với Côn Đảo nhất, tuyến cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo mở ra hy vọng thu hút du khách đến với Sóc Trăng. Nắng nóng thường làm người ta khó chịu, nhưng với những người dân nơi đây thì đó lại là sinh kế. Bà con làng Khô cũng tập quen dần với chuyện làm du lịch. Chưa đến làng Khô, chúng tôi đã ngửi thấy mùi biển mặn mòi trên những giàn cá.
và nắng đâu chỉ giúp những mẻ cá nhanh khô, nó còn làm vơi nhanh lo lắng của những công nhân này. Câu chuyện của chúng tôi chưa kịp bắt đầu thì trời đã đổ mưa. Làm truyền hình mà gặp mưa là rất vất vả. Đang lo hình ảnh sẽ bị tù mù, chúng tôi đã mau chóng nhập cuộc với bà con làng khô. Nếu như những chuyến ghi hình khác, đoàn đã ốp máy chờ nắng lên, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh làm nghề này được bao lâu rồi anh? Làm nghề này 20 mấy năm rồi. Cái nghề làm khô này trời nắng nó đã cực rồi, mà trời mưa thì nó lại càng cực hơn rất nhiều lần, đúng không anh? Đúng rồi, trời mưa mà mình đang phơi, là mưa tới bắt đầu là tập trung là mình mới 5-7 người mình kéo bố cho kịp, đặng không cái nước mưa nó ướt tới con khô. Nếu ướt tới con khô là con khô mình nó là không có ngon bằng cái nắng. Vậy là mình phải nhanh lắm. Phải nhanh lắm. Mấy loại khô này thì mình bán ở những đâu anh? Mình đi con khô này đi tỉnh nào cũng đi, đi khắp cả nước luôn, đi khắp nước Việt Nam luôn, có khi mà thậm chí ra nước ngoài luôn. Khô này là mình chuẩn bị đi đâu anh? Đi Sóc Trăng, gửi đi Sóc Trăng. À, bao nhiêu ký? À, gửi vô vô bọc 10 ký đi 40 ký. À rồi, vậy để chị biết đi Sóc Trăng. Để tụi em phụ anh nha. À, tụi em phụ anh để vô cho mỗi bọc 10 ký ha. Rồi, là mình ấy hết trong này luôn ha. Đây đây để vô bọc này. Đâu? Chưa có khô, khô mà sao mà chở, còn mềm nữa chịu không? Trời trời mưa nó dài cái tiếng đồng hồ. Rồi nó lại lấy khô, khô đầu dao. Mang theo cái tình và chút lòng thảo thơm của người dân xứ biển đến với bãi mỏ ó, chúng tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của bà mẹ Mekong khi chứng kiến cảnh dòng sông như vòng tay mẹ ôm ấp chở che cho những cư dân hạ bạc này. Sự hồn nhiên của những đứa trẻ vẫn không thể giúp người cha này nhẹ lo. Anh là Trần Có, sống bằng nghề đạp mông, luôn phải lao động cực lực để lo cho 6 miệng ăn, nên người dân xứ này gọi anh Có là cò, ví như thân cò lặn lội sớm hôm. Nghề đập mông đã có lịch sử dài trăm năm ven biển miền Tây. Khi thủy triều xuống, việc đi lại trên bãi bùn rất khó, nên người dân đã sáng chế ra một tấm ván trượt nhanh trên bùn để bắt cá kiếm sống. Tên gọi đập mông xuất phát từ động tác khom cúi người, làm mông nhô lên cao lúc trượt ván. Chưa kịp chuẩn bị cho chuyến đập mông, sự tinh nghịch của những đứa trẻ đã cuốn chúng tôi vào cuộc và mau chóng trở thành những tay đua bất đắc dĩ, cũng trượt dài trên những cung đường. Nếu có sức khỏe tốt, người đạp mông có thể đạt tốc độ lên đến 15 cây số một giờ, tức bằng tốc độ trung bình của xe đạp. Anh cò gắn bó với cái nghề này từ khi nào? Tôi thì cái nghề này là làm 28 năm nay rồi. Vậy là từ lúc hồi nhỏ luôn hả? Đi theo cha hay sao anh? Hồi đó đi theo cha. Cái nghề này nó có đủ cho anh sống không? Cái nghề này thì sống qua ngày thì được chứ còn dư giả không có. Như vậy thì tại sao lại gắn bó với nó 28 năm như vậy mà không đổi nghề khác đi? Bởi vì tại tôi đã làm cái nghề này rồi, yêu cái nghề này rồi, cho nên gắn bó từ ông bà để lại cho tôi hồi đó tới giờ.
Như vậy thì đối với cái nghề trượt mông này thì anh thấy vui nhất ở chỗ nào? Nó thấy như mình đi ra bắt cua, bắt cá ở ngoài khơi ngoài á, thì nó thấy trời nó rộng mênh mông, rồi biển nó sáng giả, con người mình thấy cảm thấy nó thoải mái con người. Dạ. Và đặc biệt là vùng đất của quê hương mình nữa phải không anh? Ừ. Rồi nó hay cái chỗ này, như là mình đạp gì đó là mình có sức khỏe nè, rồi mình có cái sức khỏe cái bộ giò mình, bởi vì mình cứ đạp tối ngày vậy cũng vài chục cây số thì mình về mình khỏi thể thao. Em thấy là nãy giờ thấy mọi người đạp đi rất là nhanh, nhưng mà nãy giờ em đẩy thì nó rất là nặng và chậm nữa, thì đúng anh rồi. Có thể chỉ em là đẩy được không? Được, cái này là em lên quỳ gói xuống đây rồi em cầm như thế này rồi. Vậy là chân nào cũng được hết ha? Chân nào cũng được hết. Gì đây? À, đó, rồi đạp tới đó. Đạp tới. Rồi, đó, thấy nó nhẹ nhàng không? Đúng là nhẹ hơn lúc mình đẩy. Hiện tại thì Mỹ Ngọc đang có mặt tại bãi biển Mỏ Ó, gần với cửa Trần Đề. Người dân nơi đây đã sáng tạo ra một cái công cụ để mà di chuyển trên bãi biển rất là nhỏ gọn và dễ dàng. Đây gọi là cây mông, và di chuyển như thế này gọi là đạp mông. Giờ đây thì đạp mông không chỉ là kế mưu sinh của người dân nữa, mà nó đã phát triển thành một bộ môn thể thao khá độc đáo của cửa biển Trần Đề. Đó, đạp luôn quá hay. Rồi, ok. Sao cảm giác sao? Rồi cảm giác sao rồi? Cảm giác nó có hơi vậy không? Hơi mệt. Đúng rồi. Không phải là hơi mệt mà rất là mệt, nhưng mà rất là thích anh cọ. Cùng với vùng biển Bồn Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng từng tổ chức hội thi đua mông khá hoành tráng. Thế nhưng những cuộc thi đua mông giờ đây không còn nữa. Có lẽ vì cá tôm cạn kiệt dần, cho nên không riêng anh cọ, chúng tôi cũng lo rằng nét đẹp văn hóa được lưu giữ hàng trăm năm này dễ bị lãng quên khi biển ngày càng nghèo nàn, sơ xác. Một đại trường giang Mekong không chỉ dồn sức cho chín nhánh sông Rồng tuôn tràn ra biển lớn, sẽ chia phù sa cho trăm kênh ngàn rạch, mà còn lan tỏa sức sống của nền văn minh lúa nước ở châu thổ Cửu Long. Cùng với Mekong huyền bí, con người đã và sẽ để lại dấu ấn lịch sử cho mỗi dòng sông, cửa biển. Vượt qua chín cửa sông với chiều dài trên 140 km, đi qua những nơi kết thúc của dòng Mekong hùng vĩ, chúng tôi luôn nặng lòng với những gì đã mắt thấy, tai nghe. Biến đổi khí hậu và những đổi thay thiên tạo và cả sự can thiệp của con người đã khiến Bà Lai quá thân, Ba Thắc hấp hối. Phù sa từ bầu sữa mẹ Mekong thì đang khắc khoải. Khi không còn được bầu sữa mẹ dưỡng nuôi, châu thổ Cửu Long đang bị đe dọa từng ngày.